Đài truyền hình Khải Thiện trân trọng kính chào quý tôn thất của Chúa, con cái của Chúa và tất cả các thính giả nghe đài. Hôm nay là dịp Giáng sinh. Chúng ta đã bước vào mùa Giáng sinh của năm 2019. Hãy cùng nhau đi đến địa điểm của Chúa Giêsu Giáng sinh. Các thiên sứ đã loan báo sự ra đời của Chúa Giêsu. Cách đây 2000 năm, Hoàng đế La Mã là Caesar Augusta đã ra lệnh cho tất cả người Do Thái trở về thành của mình để đăng ký tên vào sổ. Thế nên Joseph và Mary lên đường về Bethlehem của xứ để rồi lúc ấy thì chúng ta thấy rằng việc gì đã xảy ra. Ngày đó thì Mary đã đến gần tới ngày sinh nở. Khi về đến Bethlehem thì họ không tìm được cái chỗ để có thể cư ngụ, nên họ đã ở trong chuồng chiên máng cỏ, và Mary đã sinh Chúa Giêsu tại đó. Cô lấy vải quấn con và đặt nhẹ nhàng con mình trong máng cỏ. Ở gần Bethlehem thì có những người chăn chiên ở ngoài đồng suốt đêm để canh giữ bầy chiên của mình. Thánh Linh, một thiên sứ đã đến gần trước mặt họ, và quân quang của Đức Chúa Trời tỏa sáng khắp mọi nơi xung quanh khiến họ rất sợ hãi. Nhưng thiên sứ lại trấn an họ: đừng sợ chi, ta đến để báo cho các ngươi một tin lành. Đó là sự vui mừng lớn của muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ là Chúa. Thì đúng lúc ấy, vô số thiên sứ hiện ra trên trời và hô: vinh hiển thay Đức Chúa Trời trên cao, bình an dưới đất âm tạc cho loài người. Và sau đó các thiên sứ biến mất. Vậy những người chăn chiên cứ làm gì? Họ nói với nhau: chúng ta phải đến Bethlehem ngay. Thế là họ vội vàng đến tại đó. Đến nơi họ gặp Mary, Joseph cùng hài nhi mới sinh nằm trong máng cỏ. Và khi những người chăn chiên kể lại lời của thiên sứ, ai nghe cũng kinh ngạc. Còn Mary thì ngẫm nghĩ mọi lời đó và không bao giờ quên. Rồi những người chăn chiên ra về ngợi khen Đức Chúa Trời về mọi điều mình đã thấy và đã nghe. Tối đến, từ Đức Chúa Trời tôi đã đến, từ Đức Chúa Trời, và bởi Ngài mà tôi ở đây. Tôi không tự mình đến, nhưng Ngài đã phái tôi. Đó là lời mà chính tôi tớ của Đức Chúa Trời đã phán ra như vậy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng Bethlehem, Bethlehem có nghĩa là gì? Bethlehem là nhà của bánh mì. Bethlehem có nghĩa là nhà của bánh mì. Bethlehem của người Do Thái vẫn gọi là Ephrat hay là Ephrata, nghĩa là sinh sản nhiều. Cách phía nam thành Jerusalem độ 8 cây số. Rachel, vợ của Jacob, đã chết vì sanh khó, chôn ở bên đường cách phía bắc của Bethlehem độ 11 cây số. Cha mẹ chồng của Ruth là người Bethlehem. Chồng của bà đã chết, nàng tái giá cùng vua David là dòng dõi của nàng và ra đời ở Bethlehem, nên thường gọi là David là người Bethlehem. Trong đời vua David, thành Bethlehem có phố xá và đường đi rồi. Rồi sau khi mãn hạn làm phu tu thì có những người Bethlehem họ trở về đất nước Do Thái, và Sorobaben cũng vậy.
Lời tiên tri cứu Chúa giáng sanh ở Bethlehem, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 5 câu 2 có nói là tiên tri này. Và lời tiên tri này đã được ứng nghiệm. Tuy Bethlehem là rất nhỏ và gia tộc của David cũng đã suy kế nhiều, nhưng nhờ Đấng Christ giáng sanh, Bethlehem được bắt lấy sự vinh hiển thuộc linh. Vua Herod đã tìm và kiếm Chúa Giê-xu, không được, bèn sai giết chết các con trai từ 2 tuổi trở xuống ở thành Bethlehem. Rồi cũng gần Bethlehem, thiên sứ hiện ra cùng người chăn chiên. Hiện nay thành này có tên là Bethlehem, dân cư độ vào khoảng 3.000 người, đều theo đạo của Đấng Christ. Cũng như đời Luther, bây giờ ruộng xung quanh thành này vẫn còn sản xuất nhiều lúa mì. Ở phía đông Bethlehem, mẹ của vua Công Tiên năm 33 sau Chúa có xây một cái nhà thờ ở trên hang núi. Trong khu nhà thờ đó có cây núi giả, trên đó đắp những hình ảnh về cuộc đời Chúa Giê-xu để làm kỷ niệm về Ngài. Nhà thờ này đến nay hãy còn. Tương truyền chỗ hang núi đó là nơi chuồng bò mà Chúa Giê-xu đã giáng sanh. Bethlehem của Sa-bu-lôn cách phía tây phía bắc thành Nazareth được 11 cây số. Thế thì chúng ta thấy Bethlehem đó là cái nơi sinh của Chúa Giê-xu. Lúc Chúa Giê-xu sinh, Bethlehem chỉ là một làng nhỏ cách Jerusalem vào khoảng vài dặm mà thôi. Và trong Kinh Thánh Cựu Ước, cái địa danh Bethlehem được nhắc lần đầu tiên trong Sáng Thế Ký đoạn 48 câu 7. Câu Kinh Thánh này ghi lại Bethlehem là nơi an táng của Ra-chên, vợ của Gia-cốp. Ra-chên đã qua đời khi sanh Benjamin. Và chúng ta thấy đây là lời mà ông Gia-cốp đã từng nói. Vì khi Gia-cốp không biết được là người vợ mình đã lấy những của cải thần tượng của cha vợ của mình, cho nên khi cha vợ của mình đi tìm thì ông Gia-cốp đã nói rằng ông nguyện người nào lấy những của cải đó thì người đó sẽ chết. Và Ra-chên đã qua đời khi sanh Benjamin. Vì khi bà sanh Benjamin thì bà là sanh con rạ chứ không phải là sanh con sọ, nhưng mà bà đã chết. Rồi ở trong Sáng Thế Ký thứ 48 câu 7, tên gọi trước của Bethlehem là Ephrata. Cả hai địa danh này đều được dùng trong Kinh Thánh. Có khi thị trấn này đã dùng luôn cả hai địa danh, đó là Bethlehem Ephrata. Và trong một số văn kiện, địa danh này còn được gọi là Bethlehem xứ Giu-đa để phân biệt với một Bethlehem khác nằm về phía tây bắc của Nazareth. Bethlehem cũng xuất hiện trong sách Ruter. Sách Ruter thuộc lại chuyện một gia đình Do Thái tên là Elimelech, quê hương tại Bethlehem, đã di cư sang Moab để sinh sống vì tại xứ Giu-đa lúc bây giờ đói kém. Trong thời gian sống tại Moab, Elimelech và hai con trai qua đời. Người vợ góa của ông là Naomi đã quay trở về Bethlehem cùng đi với bà có con dâu là Ruter. Một phụ nữ Moab, Ruter quyết định theo mẹ chồng và chọn niềm tin của mẹ chồng để thờ phượng Đức Chúa Trời. Sau khi trở lại Bethlehem, Ruter làm việc vất vả để níu mẹ chồng và chính mình. Tại Bethlehem, Ruter gặp Boo, một người bà con bên chồng. Và theo phong tục của người Do Thái, Boo đã cưới Ruter, vợ góa của Mạc Lôn, để bảo vệ tài sản trong dòng họ.
Tổ và Rutter trở thành tổ phụ của David sau này. Dòng dõi của vua và Rutter tiếp tục sống tại Bethlehem khi tiên tri Samuel được sai đi chọn người kế vị vua Saul là vua dân Do Thái, và Đức Chúa Trời đã truyền cho Samuel chọn một trong những con trai của Jesse, người làng Bethlehem, và người đó là David, con trai của Jesse và là cháu cố của Rutter, vua Ô. David lúc đó là một thiếu niên đang chăn chiên cho gia đình ngoại đồng. Lúc đó David là vua của người Do Thái, thì có một thời gian Bethlehem, quê hương ông, bị người Philippines chiếm. Người Philippines đặt một đồn quân tại đây. Sau khi chiến thắng người Philippines, David đã lập Jerusalem làm thủ đô và đã cai trị ở đó. Jerusalem cách Bethlehem khoảng 3 dặm về phía bắc. Jerusalem thường được gọi là thành của David, nhưng thật ra Bethlehem, quê hương của David, mới xứng đáng với cái danh hiệu này, vì Bethlehem là nơi David đã ra đời và lớn lên trong thời niên thiếu. Bethlehem được nhắc đến lần chót trong Kinh Thánh Cựu Ước, trong Mi-chê đoạn 5 câu 2. Câu này nói như thế này: hỡi Bethlehem Ephrata, từ nơi ngươi một đấng cai trị sẽ sanh ra. Đây là lời tiên tri sự giáng sanh của Đức Chúa Giêsu. Và lời tiên tri này được các học giả trong triều đình vua Herod nhắc lại khi xác nhận nơi Đức Chúa Giêsu đã ra đời. Mặc dù lúc Bethlehem là quê hương của vua David, và Herod đã xây dựng một lâu đài cách Bethlehem không xa, nhưng vào đầu thế kỷ thứ nhất, Bethlehem chỉ là một làng nhỏ trong hàng ngàn ngôi làng của xứ Giu-đa. Bethlehem chỉ được nổi tiếng sau khi Đức Chúa Giêsu giáng sanh, nơi Chúa Giêsu giáng sanh trở thành địa điểm du lịch nổi tiếng, mỗi năm thu hút hàng triệu người du khách từ khắp nơi đã đến đây. Tên của Bethlehem tiếng Hebrew có nghĩa là nhà của bánh. Thành phố Bethlehem hiện nay nằm trong khu vực do người Ả Rập kiểm soát. Người Ả Rập đổi tên Bethlehem thành ra là Bethlehem. Rồi, là có nghĩa là nhà của thịt. Và dân địa phương Bethlehem vẫn còn được nhận biết và nổi tiếng khắp nơi trên thế giới ngày hôm nay. Như vậy thì chúng ta thấy rằng tại Bethlehem, tin vui lớn cho muôn dân đã được ban ra. Và thiên sứ của Đức Chúa Trời đã nói gì? Đừng sợ chi, vì này ta báo cho các ngươi một tin lành. Đó là một sự vui mừng lớn của muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David đã sẵn cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Như vậy thì chúng ta thấy rằng cái câu hỏi để chúng ta có thể suy ngẫm, tại sao tin lành của thiên sứ báo tin cho các anh chăn chiên là tin mừng lớn cho nhân loại? Rồi cơ đốc nhân phải sống thế nào khi đã tiếp nhận tin mừng lớn ấy? Và bạn giúp người khác như thế nào để họ cũng sống với tin mừng lớn đó? Thế thì tại sao tin lành của thiên sứ báo tin cho các anh chăn chiên là tin vui mừng lớn cho nhân loại từ đó cho đến ngày hôm nay? Trong đêm Chúa Giêsu giáng sanh thì thiên sứ loan báo cho các người chăn chiên đang trước đêm canh giữ bầy chiên của mình của đồng rằng: đừng sợ chi, vì ta báo cho các ngươi một tin lành sẽ là một sự vui mừng lớn cho muôn dân. Ấy là hôm nay tại thành David
đã sanh cho các ngươi một đấng cứu thế là Christ, là Chúa. Thiên sứ nói với các anh chăn chiên, ta báo cho các ngươi một tin lành. Đó là tin tức đem điều tốt lành đến. Và thiên sứ giải thích tin lành đó chính là sự giáng sinh của Chúa Giêsu, là sự vui mừng lớn cho nhân loại, vì Ngài là đấng cứu thế đem đến sự giáng chuộc tội cho muôn dân, cho mọi người trên thế gian này. Và tin lành thiên sứ loan báo là tin vui, tin mừng cho toàn dân. Chúa Giêsu giáng sinh đem đến sự vui mừng đó. Từ nay cơ hội cứu rỗi đã đến với loài người. Sự sợ hãi hình phạt của tội lỗi không còn sự vinh hiển hằng có được khi tội nhân ăn năn tin nhận Chúa Giêsu. Đó là tin vui mừng lớn mà thiên sứ đã loan báo cho các anh chăn chiên trong đêm Chúa Giêsu được sinh ra. Cơ đốc nhân là người đã tiếp nhận tin lành, tin mừng. Vì tin lành và tin tức tốt lành nên người xung quanh mình là cơ đốc nhân phải là những sứ giả sống trong niềm vui và đem niềm vui đến cho nhiều người. Niềm vui ấy là niềm vui thiên thượng, niềm vui từ Chúa đã ban cho. Hoàn cảnh luôn thay đổi, do đó niềm vui dựa vào hoàn cảnh cũng đổi thay. Sự tốt lành nên người xưng mình là cơ đốc nhân phải là những sứ giả sống trong niềm vui và đem niềm vui đến cho nhiều người. Niềm vui ấy là niềm vui thiên thượng, niềm vui từ Chúa đã ban cho. Hoàn cảnh luôn thay đổi, do đó niềm vui dựa vào hoàn cảnh cũng đổi thay. Chỉ có niềm vui từ Chúa là đấng không hề thay đổi mới là niềm vui bất tận không phai tạp. Cơ đốc nhân không sống trong buồn thảm, chán nản, nhưng mà đang đợi chờ hoàn cảnh như thế nào, nhưng phải là người truyền niềm vui và sức sống cho người mình tiếp xúc. Đó chính là tin lành. Đó là phúc âm được loan báo từ đêm Chúa Giáng sinh đầu tiên và mãi cho đến ngày hôm nay. Cơ đốc nhân phải sống thế nào khi đã tiếp nhận tin mừng ấy? Xin Chúa ban cho chúng ta luôn nhớ đến cái tin vui cho muôn dân về Chúa Giêsu đã giáng trần, để niềm vui của tin lành qua chúng ta để tiếp xúc tràn ra cho nhiều người, giúp họ cũng chạy đến với Chúa và được sống trong niềm vui thiên thượng của tin lành. Nguyện niềm vui này sẽ đến với tất cả các thân hữu nghe đài và mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu để nhận lấy sự vui mừng từ nơi Ngài. Niềm vui đó là Chúa Giêsu giáng trần đem đến cho chúng ta một phước hạnh. Một phước hạnh đó là phước hạnh sống đời đời trong vương quốc của Đức Chúa Trời. Buổi sơ phát thanh này đã đến đây là chấm dứt. Tôi xin để một phút cầu nguyện cho quý vị. Lạy Chúa Giêsu là đấng cứu thế của nhân loại, Ngài đã đến trần thế này, Ngài ban cho nhân loại một cái tin mừng. Tin mừng đó là chính là Chúa Giêsu đã đến trần gian này là cứu Chúa của nhân loại. Cầu xin Giê-hô-va Đức Chúa Trời ban ước cho tất cả những thân hữu đã nghe đài này, họ sẵn sàng nghe, mở lòng ra tiếp nhận Chúa Giêsu là cứu Chúa của đời sống mình, để rồi họ nhân lấy tin vui là sự sống đời đời trong vương quốc của Ngài. Amen.